Rồi, vô thế anh em ơi, vô trận anh em ơi, hết sức là sâu nha. Những cái cảnh này là xe công nông, xe máy cày, máy xới rồi nó đi, tạo nên một cái cảnh hết sức là lớn nha. Mình xe, mặc dù là lăn chân rất là cao nhưng mà vô đây thì cũng dính trận rồi. Đây là con nợ này, biết không, nhìn thì rất là quen, đây là con suối định mệnh của cung Hồ Tiên. Rồi, chào anh em quay trở lại Hồ Tiên với một cái đặc thù hết sức là ghê gớm nha. Xong, chúng ta không đi bằng giỏ nữa mà đi bằng tời nha anh em. Xài tời đi cho nó khỏe ha. Ok tời luôn. Này thì chỉ đi trên rãnh thôi ha. Đi dưới rãnh là hợp liền. Ok. Hey, xin chào mừng anh em quay trở lại cung Hồ Tiên. Vì mùa mưa thì nó rất là lầy lội, rất là xinh nha. Nên có thể trong 3 tháng mùa mưa thì cũng không có anh em nào mà dám đi đâu. Còn nếu mà đi mà len lén đi mà giống như lách lách những cái đường rãnh, lách qua những cái đường dễ đi thì nó cũng ok. Nhưng có những cái đoạn nó rất là khó khăn. Những cái đoạn chỉ có một con đường duy nhất thôi, bất kể xe nào cũng phải qua. Thì như thế mới gọi là trải nghiệm địa hình để cảm nhận được những cái độ mạnh mẽ của cái xe. Chứ còn nếu đi mà mình lách lách, mình né, mình tránh những cung đường thì cũng như đâu còn gì nó thú vị. Mà nếu như vậy thì thôi, ở nhà cho nó sướng, chứ nếu mà đi để làm gì. Nói chung mục đích đi để là trải nghiệm, để cảm nhận và thử tay lái của mình, coi cái kinh nghiệm của mình nó tới đâu ha. Rồi anh em nào mà có những cái đam mê, những cái thích những cái trải nghiệm cung đường như thế này, mình tổ chức những cái tour luôn nha. Những cái tour từ nặng cho tới nhẹ, những cái tour camping, cắm trại, chiêu chiêu đồ, bên hồ, bên suối đồ, nhẹ nhàng xe 4 chỗ, 7 chỗ đồ, một cầu cũng có thể đi được ha. Từ nhẹ tới nặng, tùy cái mức độ anh em muốn như thế nào thì bên mình cũng đáp ứng được những cái nhu cầu đó nha. Cứ liên hệ số điện thoại, kết bạn Zalo, mình sẽ đưa vào một cái nhóm Zalo để trong đó toàn là những anh em có cái máu nhiễm bùng, những em cùng đam mê nhau, để vô đó để mình tám chuyện và mình hóng những cái tour. Mình sẽ ra những cái tour mình đi, mình sẽ đăng ký lên đó để anh em nào mà có cơ hội, có điều kiện đó thì sẽ cập nhật cái tour. Rồi tiếp tục anh em. Nó đổ cầu sau hả? Đổ cầu sau rồi. Ừ. Cầu trước còn hỏng mà. Vô đất vậy phải leo xe không? Móc vô luôn không? À trời ơi, cho nó nhanh. Rồi tại đây. Dính rồi nha, tại. Rồi tại đây. Tuột xe luôn. Rồi lên. Lên rồi, lên rồi. Qua, qua. Wow, wow. Cho lên đến đây luôn. Sẽ nó chở. Còn quá thì sao? Đi sát đây nè. Sát đó thì vừa bên đây sát lúc. Long đứng ở đó thử không? Nè, cán nè. Cái này đúng rồi. Không, ngay đóng cát này nè, Long nè. Đây nè, đây đúng không? Không, chỗ đó là cứng rồi. Đây đúng. Này đúng không? Đó, ngay đây nè. Đó, ngay đó đó. Không cứng luôn. Chỗ đó qua lẹ thì được. Lên trên kia sao lên? Lên trên kia sao lên? Ở trên kia men theo suối thì được chứ. Lên trên kia thì vẫn phải ăn qua bên phụ chứ còn qua tài vẫn ăn cho hết. Trên kia. Có con suối.
Cái chỗ phê nhất không chơi thì ổn. Mỏ cạn. Ngày tới luôn, ngày tới. Rồi tới luôn. Dướng luôn rồi. Đánh lái thử ơi. Thắt cổ chó nó thả không được. Thắt coi thông nó thả không được. Mà cái thông nó thả không được thì cái thông nó chết là nó không có cứng. Đó, giờ là cái suối này là suối định mệnh của Hồ Tiên anh em. Qua con suối này là ai cũng sợ hết. Cả lăng chủ tịch rồi mà. Còn phải dính đó. Giờ là lọt lường rồi. Tài vô góc thông thôi. Đó. Nó rút nè. Tại vậy là bẻ này là an tâm nha. Không ảnh hưởng gì cái thông nha anh em. Đó, nó đang siết vô. Đang siết vô thì ở dưới này nó cũng đang lên căng dây rồi ha. Đang căng dây. Lọt xuống suối rồi. Sao tại nó vô cái vô hả? Cái tại nó ngay cái vô hả? Cái tại đó còn xài được không? Đây. Cái tại nghe tiếng kỳ quá mà. Đây có đoàn công nhân đi hái cà phê về ha. Trong này đi xe máy thôi. Lên luôn. Quá dữ. Đoạn này bị sạt lở rồi nha. Nghe chưa? Này là cái đường đi đổ đan của bà con nè, nhưng mà bị sạt nè, nó sạt xuống dưới nè. Mưa quá nó sạt. Chứ hồi trước thì nó như vậy đây, nó bự như vậy đây. Giờ nó bị sạt rồi. Cái tài này nó kỳ ta. Ra lại đi ông ơi. Cái tài thử đường qua. Kỳ.
coi không biết nó. Nóng là nó xài nó phải nóng rồi đó. Ê ê. Đánh lái anh. Đánh lái. Đúng rồi. Đánh lái đi, đánh lái đi. Đánh lái nó mới bơi nhiều. Ừ đúng rồi, đánh lái đi, đánh lái vô lại, đúng rồi. Đúng rồi, lên rồi đó. Rồi đánh lái đi, đúng rồi, đúng rồi. Đó lên đó. Trời ơi, gần nguyên khúc cây đi luôn mà. Cái tài này có vấn đề rồi. Rồi, kéo dây lên. Áo tời ra đây không ơi. Áo tời đi qua luôn. Không ăn đi chơi hả? Rồi phi luôn. Đi số 1 rồi đây thôi. Được rồi ông ơi, ẩu đây không quá. Cứ số 1 rồi đây thôi. Coi chừng gãy, coi chừng gãy. 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 Chuyển qua chỗ khác đi để em dùng rồi thiết bị. Thôi, coi chừng gãy. Lấy thước bản hồi nãy ha. Gãy gãy về không biết nói sao với nó luôn à. Anh đi mạnh mẽ lên anh, tự tin lên anh. Sao anh đi yếu quá vậy? Anh đi sao yếu đi. Lấy quá tài chạy đâu hả? Tài á, quá tài á. Leo trước, anh tính leo trước anh ơi. À, tính leo đó hả? Anh đi mé này. Ờ, anh đi mé này. Đúng rồi, anh leo trước. Đi mé anh phụ hay hơn. Qua chút, qua chút, qua chút. Rồi, rồi, rồi. Đi luôn. Đi quá, rồi. Tài luôn. Tài đi, tài đi anh ơi. Cũng vậy thôi. Dốc này ghê lắm nghe nè. Dốc này cao. Mất cái xe luôn á. Khoan khoan, nhả lại. Vĩnh Long luôn. Mã số Vĩnh Long luôn. Tháo hả? Được rồi mà, tháo cho anh Phi hả? Tháo được chưa? Ê, 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 Dương Tài. Để tháo Tài. Đang đi kiếm mà nó ở đâu nè? Đây nè, nó ở trong rồi nè. Thì đó, đang đi kiếm nè. Mà bẻ mình. Nó chứ nãy thấy dấu chạy ra rồi. Đi vô. Đi vô hả? Anh không gặp. Kéo dây, kéo dây. Kéo dây, kéo dây.
Rồi ok. Hai chiếc lăn luôn hả? Hai chiếc lăn hết. Nãy giờ lăn quá trời lăn luôn. Nãy giờ lăn quá trời. Vô tới đâu ra đây anh? Đi từ ở dưới Thành Mỹ lên. Ừ. Còn khô thì ok anh em, nhưng mà bên phụ nó có một cái lỗ nè, xuống nè, đó. Trời mưa là đấm đuối lắm, lọt gảnh liền luôn. Long ăn mì gói không? Nó kêu cạch 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 cạch. Mấy lần nó kêu, lúc kia nó kêu ghê lắm quá. Chợt không? Không chợt. Sâu lắm. Thôi quay lại đi anh ơi. Quay lại đi đường dưới đây. Đi nơi đi bên trên bên dưới là nó chợt á. Đúng đây, không? Đi đi mù quýt mới ra. Mù quýt là chẳng hạn qua sợ cái chỗ chỗ chi là nó cái vực á. Chẳng hạn là sao nó chợt. Cái chỗ mà nước thoát á. Quay đầu là bờ bạn ơi. Thôi né hổ không sống mặt ai. Đi xuống chỗ cái trời luôn con. Rồi mới có cái đường để đi đi lên lên chị. Chỗ cái đường bên này nè. Rồi không biết anh đi đường đó. Nè chỗ này qua được nè. Sâu quá. Được 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 Long ơi, đây nè. Xuống đây nè. Đây nè, xuống chỗ này nè, hôm đó xuống chỗ này nè. Được nè. Hôm bữa thì đi quát xuống chỗ này nè. Có đàm không? Không có đàm hết chứ. Anh đứng đây nha. Ừ, nó là chỉ không đi. Hầm xuống chỗ này nè. Dòng lên kia xa lắm. Quay đầu. Hố sâu quá anh em ơi. Không thể nào qua được cái rãnh đó. Tài đang yếu nữa. Từ từ thôi. Ghê không? Ghê không?
chơi dây chì luôn kìa. Dự án lớn vậy. Hồi trước ra Đà Lạt là bán áo này nhiều lắm. Hồi trước ra đây bán thấy bán này là nhiều phải, còn giờ bây giờ nó nóng. Hôm anh mua ngoài dạ luôn. Anh mua ngoài Sapa 300 ngàn, anh kêu rẻ. Ghê quá là mấy cái cánh giọt này nó giọt ra ra gớt dằn thế mà gớt mà. Rồi sau khi lăn lộn lật qua lật lại nhào tới nhào lui 7749 cái ải thì cô cuối cùng cũng sẽ ra được ha. Giờ bây giờ đem xe vô đây không biết đem vô đây mà mắc cỡ luôn á, mấy là mấy em thấy là mấy em sợ luôn, em nhiều khi không dám rửa luôn, phải vô hỏi trước em ơi xe này có rửa không, nhưng nào người ta nhận mới dám đem vô nha. Rồi người thì mình mấy đứa nào đứa nấy, anh nào anh ấy xanh không, còn là bùng lầy không, đem xe vô mà mắc cỡ luôn anh em. Rồi kết thúc tour, cũng may là có chỗ gửi xe nha. Mình đây là bùng bên chỗ che mát đó, thì có một cái điểm gửi xe này cũng rất là ok, anh em yên tâm về thì cứ gửi nha. Rồi anh em tiếp tục theo dõi những cái đoạn làm sạch xe ha. Không để chiếc kia ra đi con. Bây giờ nó khô nhìn mắc cỡ quá ha. Hai chiếc hồi chiều đâu, hai chiếc hồi chiều đâu. Đâu rồi anh. Sạch sẽ. Sau 2 tiếng đồng hồ sạch sẽ.